Từ xa xưa, có một hầu vương tên là Tôn Ngộ Không, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, bởi vì đại náo thiên cung, chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế nên đã bị thiên binh thiên tướng bao vây. Với bản tính ngông cuồng không sợ trời đất, con yêu hầu đã đánh một trận tan tác và toàn thắng. Như Lai Phật Tổ không chấp nhận việc hắn miệt thị thiên đình, trong trận đánh cuối cùng hắn bị đè dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, cũng đã 500 năm rồi. Đó là câu chuyện mà một vị tướng quân hay kể cho con trai nghe. Trên đường vận chuyển lương thực hàng hóa, họ gặp lũ sơn yêu, ông một mình đấu với bọn chúng và bị thiệt mạng. Phu nhân tháo chạy cũng bị bao vây không còn đường nào khác, nàng đành liều mình ôm đứa bé nhảy xuống vực sâu. Ở thung lũng ấy có một dòng suối xanh mát, một ông lão đi ngang qua đó, liền uống thử một ngụm, bất giác có tiếng trẻ con khóc. Ông nhìn ra xa thì thấy một đứa bé trôi trên sông. Kể từ ngày đó, dù nắng mưa hay bão tuyết cách trở, ông vẫn luôn bảo vệ nó. Chính ông lão cũng là một hòa thượng hành tẩu giang hồ, một tay nuôi dạy đứa trẻ nên người đến khi nó biết đi biết nói, biết những điều thú vị trong cuộc đời. Ông đặt tên cho nó là Lưu Nhi. Càng lớn Lưu Nhi càng tỏ ra bướng bỉnh, cậu tự nhận mình là Tề Thiên Đại Thánh, leo trèo như khỉ, đi đến đâu phá phách đến đó. Ông nội mong muốn cậu trở thành cao tăng, mà nếu thế thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, hóa duyên, niệm kinh, ngồi thiền, phổ độ chúng sinh. Những lời răn của ông toát ra, ếch cũng im lặng, chó ngừng kêu, con cú trên cây thì ngủ gật, Lưu Nhi cũng ong hết cả đầu. Từ lâu sơn yêu đã bá chủ ngọn núi này, chúng rất thích ăn thịt trẻ con, nhất là những đứa bé mới sinh ra, trai tráng trong làng ra sức bảo vệ. Sau trận mưa đầu mùa, chúng đã tụ tập trước cổng làng, hàng chục con yêu quái lao đến đánh gục người dân, cướp đi vô số trẻ em. Bất ngờ Lưu Nhi cầm chậu cây ném vào mặt một tên sơn yêu, hắn tức giận lao đến vừa đúng lúc ông lão mở cửa ra, yêu quái bị chặn lại, đứa bé tuột khỏi tay hắn, bay lên trên không rơi xuống đúng người ông lão. Hai ông cháu ôm đứa trẻ tháo thân chạy, Lưu Nhi bị sơn yêu bao vây đẩy xuống vực sâu, ông lão gọi mãi không thấy cậu đâu. Với tài leo trèo như khỉ, Lưu Nhi may mắn thoát chết. Cậu tiến đến một gốc đào ngàn năm, những vị thổ địa thấy thế liền hái những quả đào to nhất ném xuống, trong khi nhặt nhạnh cho vào giỏ. Một con sơn yêu tiến đến dồn cậu đến một cửa hang, bên trong đó rất âm u, ở giữa có một cột đá phát sáng. Thì ra đây chính là nơi phong ấn của hầu vương, đã 500 năm rồi chưa ai chạm chân tới. Vô tình cậu bé phá bỏ thần chú giải thoát yêu hầu, chiếc cột đá vỡ vụn tạo ra một cơn địa chấn khiến cửa hang mở rộng ra. Lũ sơn yêu lợi dụng điều đó tiến đến cướp bé gái. Dưới lớp đá một bàn tay đưa lên, Tôn Ngộ Không hiện ra với dáng vẻ tồi tàn, hắn đã tấn công lũ yêu quái với hai bàn tay bị xích chặt, sau đó quay sang Lưu Nhi, khuôn mặt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất ngờ bé gái mở nắp giỏ ra gõ đầu hắn một cái, chết tiệt, cái sự đáng yêu này làm hắn không lỡ ra tay. Hắn quay người ra đi, cậu bé thấy thế cũng bỏ chạy một hướng khác, đã lâu không hưởng thụ cuộc sống trong lành. Hầu vương bay nhảy khắp khu rừng, Ngũ Hành Sơn 500 năm không ai động đến, lũ sơn yêu lại ngông cuồng đến vậy, quá tự tin với sức mạnh bản thân. Hắn phóng thân xuống chân núi, nào ngờ trên tay vẫn còn chiếc vòng. Như Lai biết trước có ngày Ngộ Không được giải thoát nên đã phong ấn sức mạnh. Giờ đây hắn chỉ là một con khỉ không hơn không kém. Hắn tức giận dùng hết sức đập, chiếc vòng không hề lay chuyển. Lão giả Như Lai chết tiệt, giam ta 500 năm chưa đủ hay sao? Nên nhớ ta là Tề Thiên Đại Thánh. Lưu Nhi trong bụi mừng rỡ reo lên, bất giác đánh động Ngộ Không, một đứa con nít danh chưa vắt mũi sạch, ngươi đừng có theo ta. Cậu bé tò mò theo lời thổ công tìm đến tận đường đi của hầu vương. Ngộ Không tìm cách trốn thoát, sau nhiều lần bị phát hiện, hắn leo lên tảng đá lớn, quá đắc chí với bản thân, hắn ta ngoảnh đầu lại thì thấy thằng nhóc đã trèo đến nơi. Đừng đùa với ông khỉ con này. Không dừng lại ở đó, Lưu Nhi liên tục hỏi những câu trên trời dưới đất. Tôn Ngộ Không thân thủ linh hoạt, hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất tử, 72 phép thần thông biến hóa, ngài còn có một cây gậy Như Ý, vậy ngài cất nó ở đâu? Ngộ Không điên đầu đến mấy cũng phải trả lời thằng nhóc này. Trên khắp đoạn đường đi bỗng trở lên vui nhộn lạ thường, bất ngờ mặt đất rung chuyển, sơn thần lao đến chặn đường Ngộ Không, do pháp ấn chưa phá bỏ, hắn lập tức bỏ chạy. Vị sơn thần này có trách nhiệm cai quản yêu hầu, ông nhảy một bước đã tiến tới hầu vương. Trong lúc chiến đấu, Ngộ Không nhìn thấy tấm rùa trên người sơn thần, hắn cố gắng chống cự tìm cách giật lấy nó, nào ngờ sơn thần quá mạnh, dồn hắn đến đường cùng. Lưu Nhi thấy vậy đặt bé gái xuống, một mình leo lên người sơn thần giật lấy lá bùa, ông ta bị vỡ ra trăm mảnh. Lúc này ở dưới hang sâu có một tên ma vương đã chiếm lĩnh Ngũ Hành Sơn 500 năm, vừa nghe tin tên mật mã ôm trốn thoát liền cười giọng khinh bỉ. Hắn biến hai con sơn yêu thành người để đối phó với Ngộ Không. Tối hôm đó hầu vương loay hoay tìm cách phá vỡ chiếc vòng, Lưu Nhi hét toáng lên khiến hắn ta giật mình, tảng đá lại rơi trúng chân, quá đau điếng, nhưng hắn đành giả vờ vui vẻ trước một thằng nhóc lắm chuyện. Bất giác Lưu Nhi nghe thấy tiếng động, cậu chui qua một hốc cây thì phát hiện một ngôi miếu, bên trong đó có một pho tượng Phật ngồi chễm chệ. Thấy có người bước vào, pho tượng bật dậy chạy ra ngoài, hắn giả dạng Phật nhưng lại thốt lên mấy câu ma mi không nghe rất củ chuối. Một lúc sau hắn lộ nguyên hình là một con lợn thành tinh cướp đứa bé rồi lao đến ăn con cá. Yêu quái hãy thả bé ngốc ra, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không. Tề Thiên cái nỗi gì, ta là Thiên Bồng Nguyên Soái đây, hai bên tỉ thí võ công, lợn ỉn bị ném ra ra xa không thương tiếc. Hắn chợt nhớ ra năm xưa bị con yêu hầu này đánh rơi xuống một trang trại, hóa kiếp làm heo, để tránh bị ăn hành ngập mõm, lợn ỉn biến thành Lưu Nhi. Nhưng làm thế khiến Ngộ Không càng thêm nhức óc, hắn ta không muốn thêm phiền phức gì nữa, nhưng đen cho Ngộ Không, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Trên đỉnh núi đằng xa là Tiểu Bạch Long, con trai của Long Vương, hắn lao đến định ăn thịt hai đứa trẻ, Ngộ Không nhanh chân chặn lại, vừa nhìn thấy Tề Thiên, con rồng bỏ trốn, mặc dù thấy Lưu Nhi phiền phức nhưng Ngộ Không lại không nỡ để nó tổn thương, từ đó một con khỉ lông lá, một con heo mập, một thằng nhóc thò lò mũi xanh và một cô bé ngốc bắt đầu cuộc hành trình mới, ông lão cũng ngày đêm tìm kiếm Lưu Nhi, nhìn thấy Ngộ Không cõng bé ngốc, Lưu Nhi chợt nhớ về ông nội, nhớ về những tháng ngày rong ruổi khắp nơi, nhưng giờ đây cậu bé phải chứng tỏ bản thân, phải biết tự lập, mà tự lập cái nỗi gì khi bên cạnh có hai ông thần mạnh hết phần người khác thế này, đi mãi cuối cùng cũng đến chân núi, ở đằng xa có một căn nhà, thế là sắp có đồ ăn rồi, mọi người vui mừng chạy đến, nhưng đó chính là âm mưu của Ma Vương, bên trong căn nhà có một phụ nữ đỏng đảnh, và một tên đầu to óc bằng trái nho, tất cả đều do Sơn Yêu hóa thành, bát giới tiến tới ăn lấy ăn để, Lưu Nhi cầu xử lại qua đêm, nhưng em bé vừa nhìn thấy chúng liền sợ hãi chui đầu vào giỏ, Ngộ Không cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi, đêm đó, bé ngốc khóc lớn, bát giới làm trò mà không ăn thua, Lưu Nhi bèn đưa hình nộm Tề Thiên cho cô bé, vừa thấy nó, cô bé vui vẻ lăn ra ngủ, Ngộ Không thức thâu đêm, Lưu Nhi quen giấc trong rừng cũng không ngủ được, hai người trò chuyện với nhau, Lưu Nhi nói sau này về với ông nội thì ngài sẽ đi đâu, ta về Hoa Quả Sơn, nơi ta từng thuộc về, thế nơi đó cách xa bao nhiêu, hơn 1 triệu dặm, thế thì cháu phải đi cả đời rồi, nhưng với đại thánh mà nói con số này không là gì cả, đúng thế ta có cân đầu. Chưa nói dứt lời Ngộ Không thở mạnh một cái nghĩ về ngày tháng khi xưa, đêm đó bát giới đói quá không chịu được liền chạy xuống bếp ăn vụng, bất ngờ tên đần độn ở sau định ra tay, bát giới vô tình đánh gục hắn. Đúng lúc đó cô yêu nữ bước vào, biết không còn cách nào bát giới liền biến hình thành anh ta, ở hình dạng này bát giới phát hiện ra đây chính là Sơn Yêu, hắn ngoáy mũi bỏ vào mồm khiến lợn ỉn không chịu nổi hiện nguyên hình, Sơn Yêu tức giận đuổi theo, Ngộ Không xuất hiện đạp cho hắn một phát bay ra xa. Bầu trời bắt đầu nổi giông bão, bọn yêu quái tiến đến bao vây toàn bộ ngôi nhà, chúng đổi mục tiêu sang hai đứa trẻ. Ngộ Không ngay lập tức đánh nhau với chúng, nhân lúc không ai để ý, con yêu nữ đã đột nhập lên lầu, vào phòng định cướp lấy bé ngốc. Bát giới nghe thấy tiếng động lao lên trợ giúp, Ngộ Không ở bên dưới bị bọn yêu quái khống chế nằm bất động, phát hiện một lỗ hổng trên tường, bát giới cùng Lưu Nhi phi thân ra ngoài chạy trốn. Hầu Vương gồng mình phá tan vòng vây chạy ngay lập tức, lúc này ở bên ngoài tên Ma Vương đã có mặt, hắn ta dùng phép triệu hồi những con yêu quái dung nham chiến đấu với Hầu Vương, vì bị phong ấn sức mạnh Hầu Vương nhanh chóng kiệt sức, hắn lao lên chiếc thuyền chạy trốn. Ở đằng xa bầu trời đỏ rực, một quả cầu lửa bay xuống làm tất cả choáng váng, tên Ma Vương với bàn chân quỷ đã cướp lấy bé ngốc, Ngộ Không tức giận lao đến thì bị hắn cho một chưởng bay ra xa, hắn ta biến mất để lại một khung cảnh hoang tàn. Sợ hãi và bất lực trước Ma Vương, Ngộ Không đã bỏ cuộc, Lưu Nhi đau đớn một mình cứu bé ngốc, đi được một đoạn đã thấm mệt, cậu ngồi xuống tảng đá lớn, một lũ yêu quái đi ngang qua vô tình để lộ lối đi vào hang ổ. Ngộ Không tức giận liên tục đập tay vào tảng đá, biết không còn cách nào khác hắn chán nản buông người xuống dòng nước, bất ngờ hình nộm Tề Thiên lướt qua trước mặt, hắn nhớ về khoảng ký ức khi xưa, lúc đó hắn tự do làm những điều mình muốn, đến cả một đứa trẻ con cũng biết về hắn, bát giới thấy vậy cũng đành lặng lẽ bỏ đi. Lúc này dưới hang sâu, lũ yêu quái đun một nồi súp khổng lồ, Ma Vương hát mừng bài hát ngũ hành sơn để tiến hành nghi thức ăn thịt trẻ con, trường sinh bất lão, Lưu Nhi đã tìm đến hang ổ của chúng, vừa bước đến cửa hang cậu bị lũ sơn yêu chặn lại, bất ngờ ông nội xuất hiện đánh cho chúng một gậy, cả hai bị ngã xuống nồi nước đang sôi, rất may quả cầu mây nơi chứa hàng chục sinh mạng đã đỡ hai ông cháu thoát chết, hai người treo lủng lẳng trên cao quay vòng tròn phá tan tành bữa tiệc, quả cầu mây tách rời bắn ra ngoài. Thiếu chút nữa là rơi xuống vực thẳm, lúc này bầu trời xảy ra hiện tượng nhật thực, khi mặt trăng che khuất mặt trời cũng là lúc âm mưu của Ma Vương bị vụt tắt, hắn tức giận lao đến bóp cổ Lưu Nhi, cậu bé ngất xỉu nhưng không một ai đến cứu, bỗng nhiên dưới lớp mây mù một con rồng trắng lao lên vun vút, thì ra là Tiểu Bạch Long, không những thế ở đằng xa Tề Thiên Đại Thánh đã xuất hiện cùng bản nhạc huyền thoại, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng ở đó, hắn lao đến đánh nhau với Ma Vương, chưa kịp làm gì đã bị biến thành một con lợn ỉn baby. Ngộ Không lao đến, mặc dù không có sức mạnh nhưng với bản năng của loài khỉ, kết hợp với sức khỏe dẻo dai, tay chân linh hoạt hắn đã vượt qua những tà phép của Ma Vương, hai bên đấu với nhau trên một cây cầu mục nát, mặt trăng đã hoàn toàn che khuất mặt trời, bóng tối đã chiếm trọn nơi đây, tên Ma Vương hiện nguyên hình thành con đuông dừa khổng lồ ra sức tàn phá hạ gục Tề Thiên Đại Thánh. Hắn phun ra một luồng sáng màu xanh khiến Ngộ Không gục ngã, Lưu Nhi thấy vậy lao đến bên, Ngộ Không liên tục yêu cầu Lưu Nhi phải chạy trốn, nhưng cậu bé đã liều mình đứng trước mặt yêu quái, cậu dụ hắn đến vách đá, nhưng thật không may những mảnh vụn của ngọn núi đã đè xuống khiến cậu bé hy sinh, Ngộ Không tức giận, hắn gào thét lên, lặng lẽ từng bước nặng nề, xung quanh những mảnh đá vụn từ từ tách ra. Một tảng đá lớn lao tới hắn hóa nham thạch, từ trong đó một hình ảnh quen thuộc hiện ra, Tề Thiên Đại Thánh đã trở lại, ngài rút ra cây gậy như ý, với sức mạnh to lớn chỉ một chiêu con quái vật đã tan tành khói xương, Lưu Nhi chỉ bị thương nặng, nhưng chính vì điều đó đã phá bỏ bùa chú trên người Hầu Vương. Chỉ có những thứ tốt đẹp, lòng vị tha và những nỗi đau sâu thẳm nhất mới có thể tạo ra sức mạnh, Như Lai Phật Tổ đã hoàn thành xong ý nguyện của mình. Từ đó Tôn Ngộ Không hay còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh không chỉ ở trong truyền thuyết mà còn ở trong ký ức của hai ông cháu Lưu Nhi,